Có vẻ thời gian gần đây thì mọi người thấy là Thanh Tâm đang xây dựng hình ảnh của mình nó thời trang hơn, nó sành điệu hơn. Vậy liệu em có định chuyển hướng sang hình ảnh một fashionista thay vì chỉ đơn thuần một TikToker không nè? Thì em nghĩ là chắc là không chỉ riêng em đâu mà còn tất cả các bạn TikToker ở thời điểm hiện tại thì đều đang rất là cố gắng để chuyển mình sang một cái được gọi một cái danh xưng chính thống hơn. Thì em cũng như thế, nên là hiện tại em đang khá là đầu tư trong cái vấn đề ngoại hình cũng như là hình ảnh của mình để đem tới công chúng. Nên là trước mắt em nghĩ em sẽ cố gắng để cho mọi người gọi em là người mẫu Thanh Tâm, hoặc là diễn viên Thanh Tâm, và hoặc là MC dẫn chương trình Thanh Tâm. Chứ nếu đến mức gọi là fashionista thì em nghĩ là em cần phải trau dồi thêm kiến thức gọi là rất là nhiều luôn, cực nhiều. Tại vì cái phần fashionista thì em nghĩ là nó hơi về chuyên môn theo kiểu dạng stylist và mặc đồ phải rất là có gu luôn á. Còn em thì hiện tại em thấy chắc em cũng chỉ được 5/10 thôi.